Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào 500 anh em Facebook và YouTube. Và đây là lên sóng đầu tiên sau 3 tháng sau cái lời khi mà tôi nói rằng tôi sẽ quay trở lại với thực hiện một cái thứ gọi là trà đá ô tô. Thì đây là một lời lên sóng đầu tiên và chính thức. Tôi đã mất thời gian là hơn 2 tháng sau khi mà tham gia cái giải đua Asian Cross Country quay trở về để có thể là tạo dựng một cái không gian riêng cho trà đá ô tô. Thế thì trà đá ô tô nó là cái gì? Trà đá ô tô là một cái không gian riêng của cá nhân tôi. Ở trong đó thì nó sẽ có chia thành 3 phần. Cái phần đầu tiên thì sẽ có một cái không gian riêng để thay dầu, bơm mỡ và làm những cái công việc gọi là fast service để rau cháo qua ngày. Cái phần thứ hai mà không thể là với người yêu xe thì là giấc mơ của tất cả những người đàn ông. Đó là khu vực gọi là làm dự án. Tất cả những cái thứ gọi là siêu to, siêu khổng lồ của ngành ô tô thi thoảng sẽ có mặt ở đây đấy. Và cái không gian thứ ba, nó là không gian, nó là một cái mini bar, là một cái khu vực nhỏ, nó có cà phê, có rượu hay có tất cả những cái thứ đồ uống khác để thi thoảng anh em, 500 anh em có qua lại đây thì chúng ta có thể là uống với nhau một cốc cà phê hoặc là nghe một bản nhạc. Bây giờ làm vlog thì dễ quá, bất kể ai thì cũng có thể là làm được vlog. Tuy nhiên là có cái sự thành công như kiểu bà Tân chẳng hạn, bà Tân vlog thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì thực tế là bây giờ hiện tại là tôi có đâu đó hơn 7.000 subscribe của YouTube và hơn 4.000 follower của Facebook, và như thế là tôi đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái vấn đề là những nội dung của trà đá ô tô là cái gì. Nội dung của trà đá ô tô thì tôi nghĩ là tôi sẽ có những cái bài review, những video review về các mẫu xe ở trên thị trường, xe mới. Và tôi nghĩ là một trong những cái mà mọi người đang làm media hiện tại là mọi người cứ chạy theo những cái xe nào đang hot hoặc đang bán chạy mọi người làm. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ có cách tiếp cận được ngược lại, là tôi sẽ dành cho các bạn bán xe ế và xe không tốt lắm ấy, những cái cơ hội. Thế thì và đấy là một cái phần review. Còn phần thứ hai và nội dung của trà đá ô tô là cái phần review hay là giới thiệu xe cũ. Bởi vì tôi luôn luôn mong muốn là mang cái kiến thức của mình để cho phục vụ cho đại chúng, cho mọi người. Và nhưng mà đến một cái tầm tuổi như hiện tại ấy, thì tôi nghĩ là nếu như tôi có thể giúp được một ai đó, có thể là một người mua hoặc một người bán, để gặp được nhau, thì đấy là một điều mà tôi nghĩ là như thế nó rất là hữu ích cho tất cả mọi người, chứ không phải là siêu to siêu khổng lồ những cái gì đó vĩ mô ghê gớm cả. Và cái phần đó là phần giới thiệu xe, và ví dụ như là các salon không có gì xấu cả, chỉ đơn giản chúng ta mua một cái xe đúng giá và đúng cái giá trị của nó là tốt. Và tôi sẽ là cái cầu nối và tôi sẽ giới thiệu cái bộ xe đấy cho mọi người. Và như vậy thì quý vị và các bạn, 500 anh em nếu như có một cái xe muốn bán mà thật sự tin rằng nó là một cái xe tốt ấy, thì hãy inbox cho tôi thì tôi sẽ giới thiệu lên sóng để của trà đá ô tô, để tất cả các bạn nếu như các bạn phù hợp, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì các bạn có thể gặp nhau. Và tôi nghĩ là trong năm 2019 tôi sẽ làm free hết. Sang 2020 có thể là lúc đấy thì hết tiền rồi, có thể thu phí của các bạn. Và trong thời gian, trong tuần này chẳng hạn, tôi sẽ thực hiện tất cả review hay là giới thiệu các mẫu xe, giới thiệu chơi thôi, có thể là giải trí với cái xe của tôi ở đây. Và cái phần, một trong phần nội dung quan trọng của trà đá ô tô, nó là phần là các dự án. Như trước đây khi mà quay trở về từ Thái Lan, khi ở giải đua xe Asian Cross Country, thì tôi đã làm cái xe Mitsubishi Triton ở đây. Thì ở đây sẽ có những cái dự án mà gọi là siêu to, siêu khổng lồ của ngành ô tô Việt Nam đấy. Một trong những nội dung mang tính định kỳ của trà đá ô tô sẽ là cái phần mà thời sự. Bởi vì sao? Tôi nghĩ là mình cũng không thể đứng bên ngoài cái dòng chảy của thời sự, của tin tức được. Ví dụ như ngày hôm qua chẳng hạn, tôi thấy một cái thông tin nghe rất buồn cười, là có một cái ảnh nó lưu lạc đâu đó ở trên mạng ấy, nó nói rằng cái xe VinFast nó có cái thước lái, nó báo giá tận 340 triệu của một đại lý của VinFast.
thì đấy là những cái mà tôi muốn là bằng những cái hiểu biết, bằng cái kiến thức mà tôi có, tôi muốn khẳng định luôn rằng không bao giờ có cái chuyện là mỗi xe bán hơn 800 triệu mà cái thước lái lại 340 triệu. Đấy. Đâm ra là tôi sẽ phải có cái phần trà đá ô tô, nó sẽ có một phần gọi là thời sự để thảo luận, để nói về những cái câu chuyện mang tính thời sự như thế. À, ngoài ra là tôi muốn có một cái chuyên mục gọi là em yêu khoa học. Ở đây, ví dụ như ở đây tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn tất cả những cái vấn đề mà to lớn ở vĩ mô hay là gì đó mà bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất, bằng cái ngôn ngữ gọi là nông dân nhất. Và như vậy thì đây là cái video đầu tiên của Trà Đá Ô Tô mà lên sóng trong tuần này. Và tiếp sau, ngay sau trong tuần này thì tôi sẽ giới thiệu một loạt các video về review xe hoặc là giới thiệu các mẫu xe của tôi. Trong khi mà chờ đợi các bạn muốn đăng tải là bán xe hay gì đó hãy liên hệ với tôi nhé. Và nếu như anh em có tình cờ xem được các video này trên Facebook và YouTube thì nhớ là like, share và subscribe nhé.